Cái này đó hả? Đúng rồi. Hai trái luôn. Trái bự đó đó. Trái này ha. Trái này được không? Trái đó còn hơi nhỏ. Bứt luôn đi. Này nhỏ, nhỏ này. Đây nhỏ theo đợt này nhiều phải không? Ủa sao này giải nhỏ vậy? Nói chung là hiện nay á Bùi Hồ thu gom khổ qua cho chị Yến dưa leo nè. Cho chị Yến ở Sài Gòn để phát những cái khu cách ly cô bác quý anh chị. Này rửa sạch, sạch gì cực dữ ta. Sáng nhổ mưa cực quá ha. Dạ, giờ cần hỗ trợ gì? Mày đó. Ê, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt ở một cái trước cái khu vườn chanh này cô bác quý anh chị. Thì sau đợt tiếp theo của em Phong chuyển ra một rau củ lên Sài Gòn để gửi cho em Phong để mà phát cho những cái người dân ở Sài Gòn đó cô bác quý anh chị. Thì có một chị là chị Ngọc Yến ở Thủ Đức, nói ở trên những cái khu cách ly á cần rất là nhiều rau củ như thế này và đặc biệt là chanh nữa, nên là nữ Bùi Hồ đang có mặt trước cái vườn chanh này để thu mua chanh và hái tại chỗ luôn cô bác quý anh chị, giá gốc luôn nên rất là rẻ. Và hôm nay Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha, để mà vô cái vườn chanh này. Chanh này thì cô với chú này là bán thôi chỉ có 5.000 đồng một ký thôi tại vườn luôn. Và đây là cái vườn chanh của cô chú nè. Mình muốn quay lại cho cô bác quý anh chị về cái thu hoạch chanh của cô này ha. Ngày mai thì mình sẽ chuyển đi cho chị Yến cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì mình phải thu hoạch và mình phải gom tất cả rau củ như là khổ qua nè, dưa leo nè, chanh nè, rồi cải nè, đu đủ nè. Đó là những gì mình cần gom để mình ngày mai mình sẽ chuyển lên Sài Gòn, để mong là cái đại dịch qua sớm. Và để mua được này thì cũng chị Yến cũng có hỗ trợ tiền để mua nè. Và mình cũng sẽ trích thêm tiền của quỹ của Mạnh Thường Quân gửi cho Bùi Hồ, để mà cùng thực hiện chung tay với chống mùa đại dịch này. Cô ơi, cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Ôi vườn chanh âm tầm quá ha. Dạ. Ổ ong nè. Ổ ong. Con hổng gà. Ô chanh bự quá. Con bây giờ ngày mai này cô chuyển lên Sài Gòn. Thì chủ yếu là Sài Gòn cần khu cách ly, cần rau củ nhiều lắm. Dạ. Nè chanh này cô bác của chị trái bự ghê không? Cô qua đây hái đi. Con nhị. Đây con thấy nhiều nè. Trái ghê luôn á. Dạ. Cô cứ nói là gửi cho từ thiện. Ở chanh này chanh không gai hả cô? Chanh này chanh này nó không có gai. Gai không à. Chanh này mới là chanh gai nè. Nè, thấy không? Cô bác của anh chị thấy không? Cô hái cho con 200 kg. Rồi mang chuyển lên. Cần nhiều chanh lắm, nhưng mà trước tiên mình mua nhiều trước đi. Chanh chín nhất nè. Tại vì bốn cái khu phong tỏ đó. Này được không cô? Đó được, cái đó chín đó. Cái xanh xanh bự bự này ha. Ờ, mấy trái đó là chín đó. Dạ. Mặt tầm nó quay. Chút nó đang qua nhà chú Tấn đổ rồi, ngày mai con đi thì con xúc vô đi. Dạ. Mà hai cái trái bự bự gì vậy? Trái chanh. Trái nào trái chanh bự dữ lắm. Trái nhiều thiệt luôn á. Nhưng mà hái phải kỹ mới được, ở trong những cái cây gần gần nó có gai nè. Gai dữ lắm. Đó, nè. Chanh này thì người ta uống sẽ nó cung cấp một lượng vitamin C rất là nhiều. Đúng. Và nó sẽ giúp cho mình giải nhiệt nè, giảm sốt rồi đó. Bảy uống chanh dữ lắm. Dạ. Uống chanh nóng. Chanh uống tốt hơn cam nữa. Ừ. Vitamin C nhiều hơn. Bảy. Cô bảy. Hổng gài là bạn hàng cũng ít mua thôi cô bảy. Ừ. Bảy không dám ra đường. Bị không dám ra đường hả? Không. Dạ. Bây giờ chanh này mấy tháng mới thu hoạch hả cô bảy? Chỉ bảy chỉ thu hoạch thôi ha.
Dạ, cô Bảy này cũng làm từ thiện luôn á. Dạ. Ồ vậy hả cô Bảy? Mới phát gạo hả? Mới phát 1 tấn gạo xong nè. Dạ. Con bây giờ cũng thường chuyển lên Sài Gòn nhiều lắm. Hái 200kg chanh này lâu lắm cô bác quý anh chị. Vất vả chứ không phải chơi đâu. Đó. Đó. Công trồng người nuôi dưỡng nè. Hiện nay người miền Tây mình rất đang hướng về Sài Gòn. Đó, hai trái, ba trái. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt ở đây cô bác quý anh chị. Ồ, bên đó nhánh bên đó nhiều ghê kìa. Ghê thiệt luôn á. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt clip này, chút xíu nữa mình sẽ đi thu gom rau củ quả bên kia cũng tặng cho Bùi Hồ luôn. Đó. Ô cô Bảy hai trái bự bự không ha? Con sao chú mà nói rằng sao cái nó còn giữ nữa. Dạ. Rồi con chúc cô Bảy luôn có sức khỏe ha. Rồi, cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ có dặn cô này dưa leo. Này là bao nhiêu? 19 bọc hả con? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19 bọc. 13 bọc dưa dạt dưới 6 bọc dưa kia là bao nhiêu tiền? Dưa dưa này là bao nhiêu con? 30. 13 bọc. 13 bọc nhân cho 30. Đúng không? 13 nhân 30 là 390 ha. Rồi cái kia là nhiêu nữa? 6. 50 nhân 6. 6 nhân 50 hả? Là 690. Cộng luôn. Hết luôn là 690 đó. Dạ. Ồ gần 700 ngàn. Lấy lộn mấy rồi. Có bớt không cô? 690 hả? Dạ. Bớt có làm từ thiện bớt không? 690. Này là 600. 600. Thôi đợi sao đưa 6 700 nè. Đưa 700. Thôi bớt 90 đi. Bớt 90 ha. Ồ, bắt tay cái coi. Nằm chờ sớm giờ. Rồi cảm ơn cô ha. Điện nha. Dạ mai có gì con điện cô khi nào có cần cho con điện cô. Mình chở về phải không? Này là 19 bọc này mình chở về. Dạ. Để tao đi về trước chứ sao. Dạ dựng đi về trước đi. Về nhà mày luôn á. Bây giờ chắc tiếp theo thì dạ về nhà con luôn. Bùi Hồ sẽ xuống dưới hỏi anh Khổ Qua. Anh Khổ Qua anh có chừa không? Với lại đằng kia có hành với lại một mớ cải qua mà Bùi Hồ đi lấy Khổ Qua của anh Hậu nè. Hôm nay mình có dặn cho anh Hậu là lấy mấy chừa cho mình 30-40 kg vậy á. Mình dặn càng nhiều càng tốt nhưng mà anh Hậu nói không có nhiều. Chào chú. Dạ. Đây là cái này là cà. Hôm nay mướn được thằng em Kakamen. Nói mướn vậy thôi chứ đi theo quay chơi á. Kiệt đi qua này được không? Điên tay được không? Rớt dưới thì sao? Có đèn sáng anh không? Cầm cho. Ừ. Bây giờ anh Hậu anh ở ngoài kia kìa cô bác quý anh chị. Đây là những cái công Khổ Qua của anh Hậu nè. Đây. Này là dây Khổ Qua. Kìa quay vô gõ thấy không? Nè mấy cái trái Khổ Qua như thế này nè. Đó. Trái này là trái còn nhỏ. Và ở dưới này rất là nhiều trái. Nói chung là làm gãy thì cực. Hai kìa ha. Gãy cực lắm. Anh ngày nào anh cũng phải ở ngoài gãy như thế này. Và Khổ Qua này hình như là gần tàn rồi. Đó. Ngoài kia là sông Tiền. Sông Tiền thì ở đây là cái đuôi gọi là cái đuôi cồn. Ở dưới này là người ta đất này là đất bồi đắp với cô bác quý anh chị. Thì người ta chỉ trồng gãy là nhiều. Đất nó bồi đắp rất là nhiều nên thành nữ là màu mỡ lắm. Đây nè, thấy không? Cái Khổ Qua đó là người ta sẽ bỏ.
Anh Hậu ơi. Ôi ảnh kìa. Sẵn quay cái cảnh này cho cô bác quý anh chị xem thấy được cái miền Tây và cái khu mà làm gãy là nó như thế nào. Bên đó cũng toàn là gãy không luôn á. Và cải như thế này nè, là người ta gọi là cải cùi, người ta không có lấy nữa, người ta bỏ. Để mình lấy cô bác quý anh chị xem ha. Đó. Đây. Cải này người ta bỏ hết à. Nhưng mà những người mà người ta làm dưa cải á, là người ta đem này nè kìa. Ta đem về ta làm dưa cải. Ăn cực kỳ ngon luôn. Và đặc biệt mấy cái khu mà ấy người ta thích lắm. Cải này ta bỏ hết hả anh Hậu? Này đem về làm dưa cải được không? Kiệt. Nhỏ này làm dưa cải ngon lắm á. Dưa cải rồi trộn muối đồ vô. Nhưng mà đây ta bỏ ta không lấy nữa nè. Nhiều lắm luôn. Rẻ quá ta bỏ luôn hả? Ồ, vậy là mấy người mà người ta ở đây người ta móc về ta làm cải muối được rồi. Đúng rồi. Ta cũng có móc nữa đó. Vậy hả? Vậy cho anh em nói ai làm có muối muốn tặng hay tặng. Cái này ta cho rồi đó. Dạ. Dạ hả? Anh đang làm gì đó? Này là phân cho cải. Cải này cải gì? Cải dính lá nó tăng nhanh quá. Ồ, trai mà gọi giỏi quá ta. Rồi khổ qua đâu? Khổ qua để trong trại á. Ôi. Còn anh hai anh đang bẻ trên đó, anh để anh ngay góc. Bẻ đang bẻ luôn hả? Ừ. Đi lên đó cho anh Hậu ơi. Đi không? Đi đi. Đây, anh đi trước đi. Mày nói giờ có ăn cải này chưa? Cải bẻ dúng hả? Ừ, cải dúng. Có chắc có rồi á. Cải này mình nấu canh ăn sống. Dạ. Ăn lẩu ăn mì gì cũng được. Nấu canh đâu được hết ha. Nhưng mà cải này là bao lâu nó mới thu hoạch? Này được mấy ngày rồi? Này trồng được 8 ngày. Dạ hả? Ở đây dưa leo cũng nhiều á. Dưa leo ở đây hồi ăn dưa leo nè, giờ ăn xong rồi. Bỏ hết ha. Đó, anh mà biết cải bỏ như thế là trên quê em là người ta lấy người ta làm cải dưa cải á. Trộn với lại đường. Ôi ăn cơm ngon lắm á. Đúng rồi, thịt kho hộp vịt. Mà mấy người ăn tương người ta cũng thường ăn đó mà. Này là mấy công khô qua? Vũ câu khô qua hả? Ồ dữ hả? Này cực lắm anh không? Này, ăn trong ớt. Ừ. Ớt ăn xong ớt của mình bỏ. Thế là một chồng hôm qua với góc cho nó bò lên cái ớt. Ồ hay ha. Nhưng mà cái này là gần tàn chưa? Gần tàn. Còn sung là nó xanh không nước. Nó xanh không có lá vàng gì. Nhưng mà em... Dạ? Ai ạ? Tới từ. Đây nè, trái này là được rồi phải không? Trái đó còn nhỏ lắm. Nhà nhỏ hả? Trái bự là gồm tay. Ồ. Này là đi vô trong, anh đang bẻ lắm nè. Anh đang bẻ hả? Anh bẻ được mấy ký? Một ngày cỡ gỗ mà nhiều phải không? Ừ. Rồi bữa không này bẻ cỡ phải tấn mấy á. Cho anh đeo này vô cái. Chuyện cho ghi âm mai mốt cho vợ nghe. Ngày nhiều là bồi bẻ tấn mấy hả? Cỡ gỗ là bẻ một ngày cỡ tấn rưỡi á. Bốn. Rồi hồi sáng giờ anh bẻ được nhiêu rồi? Cỡ này tàn rồi, của cái này của anh hai. Anh hai anh bẻ cỡ... Nãy nay bẻ được không anh Hậu? Không, trái đó còn nhỏ lắm. Nhưng mà em thấy có những cái trái mà nhỏ mà anh bẻ được mà. Cái đó là mình tàn rồi, mình không có để bự nữa, mình ăn nụ. À. Mình ở đây mình sống khỏe vậy chứ ở dân Sài Gòn người ta cực lắm. Khỏe đâu. Cũng nhiều khi trồng ra rồi bán không được, cũng có lỗ cũng hoài. Ờ, cứ coi đèn ở trên màu xanh nó còn sáng kìa. Đó, coi trái đó đó. Đó còn sáng được đó. Trái này đó hả? Đúng rồi. Hai trái luôn. Trái bự đó đó. Trái này ha. Ừ. Trái này được không? Trái đó còn hơi nhỏ. Bứt luôn đi. Ừ, bứt cũng được. Ồ, có nghĩa là đợt này người ta vẫn còn ăn mấy đợt nữa. Ha. Bẻ cỡ thông thường là bẻ từ lúc mới bắt đầu bẻ cỡ 20 ngày là bắt đầu nó xuống rồi. Dạ. Yeah. Bắt đầu mình bẻ nụ giống như bẩn gì đó. Ờ. Khổ qua này người ta nói xịt thuốc nhiều có không anh?
thì cũng có cỡ 4 ngày mình xịt lần, mà chủ yếu xịt mấy con chích hút không à. Xịt chủ yếu là ở trên mặt này nè, còn trái thì nó phủ dưới gốc cũng không dính gì mấy. Cũng không sao ha. Và để được, có được những trái khổ qua như thế này, cô bác quý anh chị thấy người nông dân làm gãy. Chào chào anh. Hái được bao nhiêu ký rồi? Được 30 ký vậy. 30 ký hả? Đó. Đây, em bỏ vô đây. Đó. Này mua làm từ thiện cô bác quý anh chị đây, nhiều khổ qua nhìn trái ngon ghê không? Lấy giờ chưa? Dạ lấy. Được nhiêu rồi? Vô lựa cho nó đi, nó vô đó là nó diệt rồi. Đâu có chút xíu cũng được nữa, muốn bẻ chút xíu ghéo qua lấy cũng được nữa. Vô nhiều nhiều một chút đi. Dạ. Dạ, 50-60 kg cũng được nữa. Nè. Mỗi một ký như thế này là anh bán em nhiêu tiền? Này để bà bán nhiêu? 12.000. 12.000. Cỡ này nó có giá đó, công thường là nó cỡ 5-6.000 ký à. À. 12.000 một ký. Đó mình lấy khoảng 10 ký là nhiêu ta? 100 ký. Đâu 100... có tới 100 ký gì ạ, lấy có 50 ký à. 50 ký là nhiêu? 200.000. 1 triệu 2 à. 600.000. Ồ. Cực chứ. Mà ngày thu hoạch được 600-700.000 ngon rồi. Có đâu. Cắt ngày mới bẻ ngày. Dạ. Yeah. Nói chung là kệ, lấy đủ 50 ký cũng được đó ha chú ha. Dạ. Có bao nhiêu thu bao nhiêu. Dân Sài Gòn mà. Tại vì hôm qua cỡ này nó hơi mắc nè. Nói chung là hiện nay á, Bùi Hồ thu gom khổ qua cho chị Yến dưa leo nè. Cho chị Yến ở Sài Gòn để phát những cái khu cách ly cô bác quý anh chị. Nó hiện nay người ta phong tỏa hết á. Người dân người ta ra vô không được, mà cần cái loại này nhất luôn á. Bảo quản được lâu mà có thể làm được nhiều món, nấu canh hay là làm gì ăn cũng được. Dạ. Rồi, thôi bây giờ chắc có lẽ là chút xíu nữa mình vô mình cân. Rồi. Rồi mình sẽ tính tiền luôn hay chú ha. Rồi. Đi cô bác anh chị bây giờ chuyển sang là đi mua, đi hái cải với lại Rồi cô bác anh chị, đây là cái chú Hân gửi cho mình 5 bao cải thì này là tặng không cho bà con ở Sài Gòn á. Hai vợ chồng chú thì biết sao sáng mà mưa là chú dự định là đội nón lá ra hái luôn. Bùi Hồ nói là thôi chú để con xuống hái tiếp, hái xong 12 vợ chồng cùng nhau với lại mình với lại hai vợ chồng của chú rửa. Và chú Hơn này là bán hành cho mình. Con gửi tiền cho chú hay là thím đây? Đưa ai cũng được, đưa chú đi. Chú con gửi tiền cho chú. 25 kg. Rồi 250.000. Dạ. Chú cho con gửi 300.000 này. Thôi đi. Thôi. Thôi cái gì đâu ra đó. Thôi có với 50 không? Dạ được rồi chú. Để đó mai mốt con còn xuống nữa mà. Thôi đi rồi chừng nào ấy nữa thì nữa. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn. Bây giờ mình sẽ đi lấy khổ qua nữa là xong. Đây thì lúc nãy lấy 3 bao. Cô này còn 1 2 3 4 5 6 7 bao. 7 bao này là 12.000 hả cô? 12.000 là bao nhiêu tiền? 840 với lại cái kia luôn. Cái kia là cái gì? Cái kia của nhỏ em đó ta. Nhiêu nữa chị? 290. Cũng như 290 300 đi. 800 lần 1.1 triệu đúng không? 1.1 triệu 40.000. 1.1 triệu 30.000. 1.1 triệu 30.000. Mấy chị tới 70 ký. Này mua làm từ thiện thôi. 1.1 triệu 30.000. 2 triệu. Dạ. Lúc đâu đừng có đưa nữa. Dạ. Không chị thôi có 18.000 à. Đâu 18 đưa. Dạ dạ, dạ chị dạ đúng rồi, chị đưa cái này là 8.000 quanh đây. Đó, rồi sao? Rồi vậy rồi. Rồi chị thiếu chị này 10.000. Rồi. Chị này mới đưa 20.000, chị thiếu chị này 10.000. Rồi, chào cô bác quý anh chị, bây giờ hôm nay là kết thúc một ngày để mà gom cái hành trình mà rau củ quả chuyển về Sài Gòn cho chị Yến ở Thủ Đức để mà cho những cái khu phong tỏa, khu cách ly với cô bác quý anh chị, thì mong là những cái món hàng này lên đó sẽ cái này là đu đủ mình mua của một cái chủ nhà vườn mới hái ở ngoài Đồng Vô. Và mỗi một ký như thế là 4.000 đồng. Thì tổng cộng cái mớ đu đủ này là 120 kg.
và cái ông chủ ông là bác bảy, ông cho 20 kg, chỉ lấy tiền 100 kg thôi thì là 400.000 đồng. Bây giờ mình sẽ vô bọc, mình với mấy mấy dượng sẽ trở về. Ơi con gửi tiền luôn. Dạ không được đâu. Có chú nào coi con gửi tiền đi theo anh kìa. Đi theo. Dạ. Là con gửi tiền thôi, 400.000 phải không? 300. À, dạ. 3.000 ký hả? Ừ. Ồ. Con tưởng đâu là 4.000. 3.000 ký là 100 ký là 300. Rồi con gửi. Rồi. Cô bác quý anh chị thì tiền đủ 120 ký nhưng mà chỉ có 300.000 đồng, lý do là 100 ký, còn 20 ký là tặng cho bà con cô bác ở Sài Gòn. À, chắc clip về thu hoạch về gom rau củ đến đây là ngưng, thì mai, ngày mai thì mình sẽ thuê xe ba gác chở xuống chành xe để mà chuyển lên Sài Gòn để gửi cho chị. Chào cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ sẽ đi thu gom gần của một cái anh chủ gừng gần như thế này. Nói chung là hổng gài mà gom tất cả các mặt hàng ở cô bác quý anh chị, là có thể là Bùi Hồ trở thành một cái thương lái được luôn, thương lái không đồng không đồng lời á. Và sáng nay thì các anh đã nhổ rồi. Nực quá, đi vừa nói chuyện vừa đi nực á. Và nhờ các cô này nhổ nè. Nhổ xong bây giờ đang rửa. Đây, và cho cô bác quý anh chị xem. Tiếp tục là cây cầu khỉ. Chuyển đi. Thấy không? Cô bác quý anh chị thấy cái cầu không? Chào các chị các cô nha. Dạ. Rửa vậy cho nhanh. Có từ thiện cái cũ không? Dạ, đáp cái cũ rồi được tính chưa? Dạ. Cái từ thiện cho cái cũ không? Cái cũ hả? Ừ. Củ cải trắng hả? Ừ. Lấy. Cho hả anh? À, bán mơ mốt nữa gom thêm. Bây giờ chưa, để mai đi. Dạ. Ở đằng đó vẫn đang hái hả? À, vẫn đang nhổ hay gì? Đi đi Tám ơi, đi là đẳng chơi. Đi vẫn đang nhổ đằng đó đó hả? Đi, đi lên. Ở đây là cái vườn này là cái khu thấy rồi hành. Không sao, không bao giờ đạp đâu. Bên đó quá. Tưởng đâu ảnh tưởng đâu ảnh cho cây cũ mình nhổ luôn hay ta. Tám ơi. Dạ. Quay với bà nè. Củ cải trắng. Ô, củ cải này nhiêu ký ta? Củ cải này nhiêu ký? Dạ, ổng hỏi ổng xin, ổng tưởng ông cho. Ừ, củ cải trắng này cô bác anh chị. Hồi sáng nhổ gần xong hả Tám? Ờ. Bảo đâu? À, nay đi quay thu gom rau củ gửi lên Sài Gòn. Dạ. Này là nhổ hết clip luôn hả ta? Ồ. Cái này là chừng nữa mình phối hợp, đợt sau mình phối hợp mình mua củ cải trắng này nè ta. Với lại đu đủ. Ha. Đu đủ ông chủ này có nó gì đó hả? Có nữa hả? Dạ. Mua bên kia hết đi, hãy tính tới bên đây. Ừ, để xong đợt này chuyển quá nhiều rồi. Dạ. Gửi lên thành phố. Này nhiêu ngày công ta? Cái này 140. Ngày 140 hả? Ừ. 140 tới mấy giờ? 2 giờ. Tới 2 giờ chiều ha. 2 giờ làm như 6 giờ tới 8 giờ á, 8 tiếng hồ á. Này là nhổ được trơn nè. Nó còn nhỏ tiễn nữa đó, nhổ mấy con bự trước. À. Này nhổ đi như này với bằng ấy gừng đó đó. Đây nhổ theo đợt này vậy phải không? Ủa sao này dễ nhổ gì hả? Ờ như ghe à. Ôi. Này là tiễn theo đợt coi. Theo đợt như bự mình lấy trước.
Đúng rồi. Đây ví dụ như cái củ này nè, củ cải trắng nè, củ này bự nè. Ủa cái này lúc trước là người ta trồng cái cây cải hả? Không, trồng hộp, bỏ hộp. Bỏ hộp hả? Ừ. Sao nó lớn lên? Ta lựa củ bự người ta nhỏ luôn. Vậy. Trồng lựa củ nhỏ cũng nhỏ rồi. Củ bự nó lòi lòi lên cao hay gì đó. Cũng như mà lựa cái trên đầu nó bự như vậy nè. Ồ. Dài thì nó cũng dài. Nguyên một cái công cải luôn á. Ồ, dữ thiệt. Cải với gừng. Ông này giàu dữ ha. Gặp rồi. À. Này rửa sạch gì cực dữ ta. Sáng nhổ mưa cực quá ha. Dạ. Ồ. Ngày được nhiêu tiền con? Thì mặn nhiều ăn nhiều hả mà cái ăn ít bị gì trời trời mưa gió rồi làm sao mặn à mỗi ký là cô được nhiêu tiền à cái này mặn ăn ngày dạ mặn ăn ngày ăn ngày hả à. Dạ dạ à, ngày trăm mấy gì đó à ừ cô năm nay nhiêu rồi hả cô năm nay nhiêu rồi 57 tuổi rồi 57 hả dạ ô khỏe vậy hả? Ngày được trăm mấy chục ngàn ngon lành ha. Dạ. Rồi hai em chứ con mặn cho tôi nó mà bà nghỉ rồi. Cô hai ha. Ờ à, sao bà nghỉ rồi? Rồi bà hết nổi rồi. Anh ném đi nhanh ghê không? Đủ hết chưa ta? Đủ hết chứ cô? Đủ rồi đó. Đủ trăm ký rồi đó. Dạ. Ồ. Đủ hết rồi nè, nãy giờ mình coi rửa ngoài đó không nhưng mà trong này đủ hết nè. Gừng ngon ha. Cái này là biết sao không? Chuyển lên Sài Gòn để người ta nấu uống để tăng sức đề kháng á. Dạ. Bây giờ dịch không có ai làm hết trơn á. Rồi, gửi tiền anh đếm. 100 kg, 1 kg 25, anh đếm đâu tiêu rồi? À, bọc, đó luôn vậy. Con đi con khỏe quá ta. Anh em ơi qua đây nhận tiền luôn. Đó, có quay đằng này lên để hỗ trợ với nghe. Dạ, giờ cần hỗ trợ gì? Hỗ trợ thầy chứ mình cho hỗ trợ mì đồ ăn. Mì đồ ăn. Mì đồ ăn đang đi mặn. Con bây giờ làm xong đi con tặng cho người tô mì kêu sẵn anh em ơi. Qua đây nhận tiền luôn đi hai. Là xong chưa con? Đến nơi xong mà coi tặng người tô mì. Tặng liền luôn. Thiệt mà. Có mì mà, có mì nấu mà. Dạ. Đây, em gửi tiền. Là đây mà hút vô cho ổng luôn đi. 2 triệu rưỡi đúng không? Củ rồi nè, cho anh luôn đi. 100 kg, 25.000. Cho luôn á cô bác của anh chị. Nói chung là con thua mà. 3 4 5 gần này gần đen hả? Củ gần già. Củ nó già, còn củ nó già là nó thuốc lắm, nó là thuốc rồi nó. À. Đủ rồi đó, cho 5 gần già già này nó cay hơn. Ta nói gần càng già càng cay mà. Rồi anh đếm, em gửi nha, anh. Đếm coi giùm em. 1 2 3 4 rồi, 5. Cảm ơn ha. Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Anh đếm phải nhận tiền rồi phải gửi lại mấy cô này nữa nè. Rồi. Rồi. Chắc xong cái gần ở cô bác của anh chị. Ở con chào các cô các chị về nha. Dạ tưởng đâu xong thì ăn mờ mờ ăn mì. Cái này vất vả anh luôn. Nguyên một xe ba gác luôn. Sớm giờ cũng vô bao không cũng mấy tiếng đồng hồ á. Trên này gần 100 kg gần. Đu đủ, khổ qua, dưa leo, cà, cải, xả, chanh. Được không anh? Được. Mày chạy theo cái gì không? Lát chạy theo. Ta qua anh đâu nữa đây, mình đâu rồi.
Dạ cô bác quý anh chị, thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại trạm xe Hồng Cơn để xe tối đêm nay 8 giờ tối đêm nay sẽ chở lên Sài Gòn ở trên cái chiếc xe tải. Và đây là các kiện hàng của mình nè. Ở đây tổng cộng là hơn 10 kiện hàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 kiện hàng, một bao gần nhỏ với lại 4 thùng. Đó. Thì tổng cộng là bao nhiêu tiền hay cô? Là bao nhiêu bao này? 16 bao. 16 bao là coi đúng không? 1 2 3 4. Dạ. 15 bao hả? 15 bao với 4 thùng. 4 5 6. 1 2 3 4 là 16 bao. 15 bao thiếu 1 bao chuyển đến thiếu 1 bao. 4 thùng đó 500 ngàn. Ồ, cao với chị. Thùng đó thùng nhỏ không à. Bây giờ là tổng cộng là 2 triệu chẳng rồi. 2 triệu chẳng. 16 bao với mấy khúc khúc này nó chín rồi. Mấy thùng này nó chín. Hàng này dập không ta? Thì nữa giao cải là ta để cho em đàng hoàng. Chị cái nào chị ghi là khổ qua giùm em cho biết ha. Để dập là tổng cộng số tiền là tiền gửi không là 2 triệu bạc á cô. Ôi ghê thiệt, nó bị ép có chín là chị. Trời. 2 triệu bạc. Ồ ghê thiệt rồi mà cái tiền chuyển không mà thấy thôi cái tiền chuyển. Dạ tại vì tối giác lên xe tải. Em biết rồi mà, nhưng mà em nói tại vì cái thời gian á chứ em không có nói gì. Nói chung là cái tiền phí chuyển nó cũng rất là cao, tại vì rất là khó khăn, người đi phải test rồi cô bác của anh chị, nên giá hơi cao. Và cô đành cũng phải chấp nhận thôi chứ sao vậy. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã đồng hành. Xin cảm ơn chị Yến, thì sau này mình sẽ thống kê sau ha.